Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình và Mia Thanh Enzy đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ở đây thì mình sẽ có một con sồng mới ở đây. Con đây, đây chính là con Elphic Dragon. Con này thì hiện tại là mình mới có một con thôi. Và nó sẽ có một cuốn sách gì đây? Cuốn sách gồm những cái ký tự cổ à? Và nó sẽ chui vào cuốn sách này. Nhưng đẹp phết nhỉ. Thì cho các bạn xem cái thông tin của cái con rồng này ở trên mạng nha. Mình sẽ tìm tới Dragon City. Và mình sẽ tìm tới con Elphic đây. Dragon đây. Chúng ta sẽ có cách lai giống này. Con này thì nó cũng khá là khó lai. Mình lai cũng khá là nhiều lần mới ra được con Elphic này anh em. Ở đây thì chúng ta sẽ xem nào. Nó sẽ có chiêu A Cho Hit 1650, chiêu A Of Tha 1350 này, khá là khỏe. Chiêu Chiến Tranh Warfish 1500 và Mystery Sight ánh sáng là 800. Kể từ lần đầu tiên ép đi qua Andra, con rồng này đã bảo vệ tất cả. Áo giáp của nó được làm bằng da, phôi sắt và mặt trăng tinh chế. Nó được miễn dịch với tất cả các năng lượng tiêu cực, năng lượng của những cái điều ác ấy. Và nó sẽ có một cái bộ giáp rất là hay. Bộ giáp là bằng da này, phôi sắt và năng lượng của mặt trăng. Khá đẹp để Elphic Dragon cho anh em. Và mình sẽ cho nó ăn lên cấp thôi anh em. Mình sẽ cho nó ăn lên này. Con này thì nó chỉ là một con VR, chắc là cấp 7 sẽ tiến hóa dạng 3. Đây là dạng 2 của Elphic Dragon. Bắn cung à? Đẹp phết nhờ đây này. Đấy chưa? Bắn cung nha bạn, đẹp phết. Và mình sẽ cho lên cấp 7 để xem tiến hóa như thế nào nha. Đây sẽ là dạng cấp 7 của nó. Đó. Tỏa sáng bằng cái tỏa sáng bằng cái ký tự cổ này. Đẹp chưa? Đấy chưa? Tỏa sáng. Ý, cấp 7 mình cho lên cấp 8 luôn. Đó sẽ là cấp 8 của nó và vẫn là tỏa sáng thôi, tỏa sáng ký tự cổ. Mình sẽ tên cho này là gì nhỉ? Nếu anh em nào thích đặt tên là gì hãy comment ngay xuống phía dưới nhá. Mình thường thích đặt tên theo những cái bộ truyện tranh. Nào và tiếp theo thì chúng ta có 4.000 điểm đúng không? Ừ, 4.000 điểm thì cái sự kiện này sẽ còn diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày nữa? Sự kiện này sẽ còn diễn ra trong vòng là 1 ngày và 6 tiếng nữa. Ngày hôm nay thì mình sẽ lấy được thêm một lần nữa này. Ngày mai là 2 lần nữa, chắc là không đủ đâu. Vì thế mình sẽ đi kiếm những cái orb ấy, cái orb của cái con rồng mà mình đang cần ấy. Cái orb của cái con rồng gì nhỉ? Cái con rồng đây này, cái con rồng ở trong cái sự kiện event này. Alois, cái con rồng live với một con zết ấy, đấy. Rồi thì tiếp mình sẽ tìm sau vậy và chúng ta sẽ vào trong cái Island Chest để xem nhiệm vụ ngày hôm nay là cái gì. Ai chà, nhiệm vụ chúng ta đang cố gắng là sao đây? Chúng ta sẽ breed dragon và để từ wow, từ level 3 sắp lên level 4 rồi này. Team chúng ta rất là nhanh nha. Tuyệt vời đấy. Rất là hay. Rất là nhiều bạn đã chăm chỉ làm. Team đang thành viên mới Dragon Master này, thành viên mới. Chúng ta sẽ xem nào, có cái bảng chat lắm mình không vào chat rồi. Cái gì đây? Chắc là đang nói với mấy con Heroic mới. Chắc là sắp tới sẽ có đây. Team có vẻ ấy quá nhỉ. Cái gì vậy ta? Level 5 trong đêm. Chắc là chúng ta sẽ được level 5 thôi. Cái nhiệm vụ này khá là dễ. Nhiệm vụ Breeding thì ai làm được. Và chúng ta đang từ level 3 lên level 4 rồi. Level 5 thì sẽ nhận rất nhiều cái orb xịn. Hôm nọ mình nhận rất nhiều orb luôn đấy. Và đặc biệt là cái orb của con Vulcan. Mình cực kỳ thích cái orb đấy luôn. Chúng ta sẽ có một ô trống nữa để mình line ra con Blue Dragon. Không biết thì hôm qua mình đã có hỏi anh em là line ra Blue Dragon, nhưng mà không biết là có anh em nào chỉ mình không. Mình sẽ tìm lại cái video hôm qua và xem là cách line Blue Dragon line kiểu gì ta. Đây, đây là cái video hôm qua. Để mình xem cách line giống ra Blue Dragon. Con Blizzard và Metal á, không biết là con gì. Vấn đề phải nói rõ ra là con gì chứ. Apocalypse thì mình đang like rồi.
tỷ lệ là 17,70%. Blue Dragon à? Sao không thấy con Blue nhỉ? Mình đang cần con Blue cơ mà. Mình đang cần Blue nha anh em. Ánh sáng và lửa. Đây toàn là công thức line ra Apocalypse thôi. Equinox và Kunfire trên Century Apocalypse. Mình đang cần Blue các anh em ạ. Apocalypse thì mình đang like được rồi. Tỷ lệ ra Apocalypse rất là thấp đúng không? Vấn đề là mình đang cần tìm cái con Blue ấy ở trong cái cuốn sách siêu tập rồng đây này. Cái cuốn sách Explorer 16/20 rồi. Đang up con Twat Dragon nữa này. Còn Master Natura thì đang like này. Mình đang cần like con Blue Dragon gồm 3 hệ này. Nước này, lửa và kim loại. Mình đang cố gắng like con này đây. Anh em hãy chỉ mình like con này nha. Còn Apocalypse thì mình đã có công thức rồi. Không cần thiết lắm. Hoàn thành cái này thì mình sẽ được thêm 12 bên game và một con VR, đó chính là một con rồng. Rất rất đẹp. Đây này. Đó, con rồng đỏ. Con rồng này chắc là chưa xuất hiện bao giờ luôn đấy. Disco VR. Đây này, bên này mới có nhiều con cần like nữa này anh em. Loki, Loki like kiểu gì nhỉ? Chắc là phải phần thưởng sẽ là một con như kiểu là con cóc vậy. Bốn cánh và cái lưỡi đốm đốm đốm. 13 game, 25.000 vàng, 35.000 thức ăn và 500.000 AP. Đấy, cứ hoàn thành hết những cái cuốn sách siêu tập này là mình có vô khối vàng luôn. À, vô khối game luôn. 15 game này, thấy chưa? Càng lên cao thì nó sẽ còn Dragon Logic. Đấy chưa, Celtic, các thứ, Double C, Book Day. Nhiều lắm. Ok, và chúng ta sẽ đợi con này nở nha. Con này là con gì đây? Con Twat Dragon. Toàn con lai lâu thôi. Con này hoàn 22 tiếng này. Vãi linh hồn, lai lâu vậy. Không biết ra được Apocalypse không? Con này còn 4 tiếng này anh em. Ok, và chúng ta sẽ vào tiếp tục là ở trong cái phần kia thôi. Để gửi test những con rồng mới của chúng ta. Phần quét thì mình phải cho con... chắc chắn là mình phải cho một con hệ pua lên cấp 27. Pua Dragon à? Chúng ta sẽ tìm được con pua Dragon mà cho nó lên cấp 27 nhá. Hệ pua. Chỉ hệ pua thôi. Và chính xác là con đấy luôn đấy. Không sai được. Đây, cấp 10 mình sẽ cho lên cấp 27 luôn. Dồn toàn bộ thức ăn đang có. Không biết liệu có lên cấp 27 được không? Chắc là không. Theo mình nghĩ chắc là không lên được. Khó nhỉ, bây giờ làm nào để hoàn thành nhiệm vụ ở đây. Let's go nào, mà không có thức ăn đây. Thức ăn mình đang rất là thiếu để cho bọn này ăn này. Hai Comets, hai Dream và con Saturn Dragon này. Skip rồi. Team quá khỏe đây rồi. 25, 23 và cấp 8. Fighting, chiến đấu. Nhanh chóng, đơn giản thôi. Không quá khó khăn ở trận này. Nào, tiến lên nào. Con này nó sẽ có tầm khoảng hơn 5.000 máu. 5.000 máu chúng ta. Chúng ta sẽ dùng Pool Light để đánh bại nó. Pool Light cộng rồng 4 đầu đây. 16.000 máu luôn. Đánh đi, thoải mái luôn. Sử dụng ngôi sao ánh sáng 13k. Mình sẽ x2 lên nha. X3 thì nó nhanh quá. X2 là vừa phải nhất. 16.000 này, nó còn 19.000 máu nữa. Ồ, đổi rồng. Chúng ta hãy đổi rồng thôi. Con này chưa học skill nhờ, vẫn còn yếu quá. Nó vẫn đánh được một phát nữa kìa. Thốn vãi trưởng. Này này thì thốn này, chết. Con này thì một chiêu thôi, con tinh linh này. Mình chỉ cần dùng một chiêu Ghost Cloud thôi là chúng ta sẽ tiêu diệt được nó rồi. Ghost Cloud, 28k máu. 47k cấp 23, cũng may là nó cấp thấp đấy. Ánh sáng không được cộng đam nhỉ. Cannonball 15.000. Đánh đi, thoải mái luôn. 12k. Mình đam to hơn cơ mà. 17k. Đâu ấy 15.000. Đổi dòng thôi. Chúng ta cần phải đảm bảo 100% là nó sẽ chết. Là Dear Thunder cộng này. Dear Thunder cộng không chết à. Nó đánh mình tầm khoảng 12.000 máu. Con Andrew này yếu quá. Có 28.000 thôi. Hai phát là máu đỏ luôn rồi.
Victory này. Và mình sẽ chuyển sang trận tiếp theo. Được thêm 3 đồng tiền nữa. Quái vật nữa. 36 à. High Spirit này. Wow, khỏe quá. Làm sao đánh được. Chịu thôi. Dracon Origin High Celestial Dragon 36, 32 và 33. Mình sẽ skip tiếp tục này. High Spirit, High Comet. Khỏe quá nhở. Khỏe đấy đấu được. Chúng ta sẽ dùng nốt một viên game nhé. Nếu không được thì mình sẽ next qua cái ván khác. 30. Châu bò vãi trưởng à. High Comet, Doflamingo. Chưa chắc đã hạ gục được. High Dream Dragon. Phải nói là khó đấy. Đấu thử xem. Chúng ta vẫn có thể sẽ tiêu diệt được bằng một số cái thủ thuật nhỏ nhỏ một chút như thế này đây. Và điều kiện là mình cần phải được đánh trước. Thế thôi. Còn không đánh trước thì đúng là vỡ mồm. Sức mặt luôn đấy. Mình đánh sau rồi. Vãi linh hồn rồi. Nó khỏe hơn mình có một chút thôi. Cannonballs nào. 14.000, 15.000. Vãi thật khỏe thế. Khỏe thế em ơi. 18.000. Ủa ôi. Châu bò vãi trưởng. Dear Thunder. Dear Thunder này 12k. 17k. Mình gần die luôn rồi. Thôi mình sẽ cần phải hy sinh con Eneru thần sấm vậy. Chắc chắn là phải hy sinh rồi. Không cách nào khác là không hy sinh được. Chưa chắc là ăn được đâu ấy. Con kia là cấp 32 à? Wow, cấp 32 thì quỳ rồi. Thật sự là có vẻ quỳ ở đây rồi. Nó không có thể gì khắc chế mình đâu, nhưng mà flamethrower cũng rất là khỏe đấy. Pua lại cộng 71k máu cơ. Nhất là 3 đòn. Nhất là phải 3 đòn thì biết được con này. Đừng có chết nhá. Đừng chết. Hay lắm. Yes. Hoàn hảo. Con này chắc chắn sẽ chết rồi. Này. 33k. Con này ánh sáng à, mình có bóng tối rồi. Thế mà mình cũng thắng được này. Vượt khó để chiến thắng. Team này tốt quá. Phải nói là như thế đấy. Này đánh đi. Thật sự khó. Khó nhằn luôn đấy. Quá khó nhằn với trận như thế này. Mình chết tận 2 con luôn. Jumping. Đổi được không? Đổi Abyss không? À đúng rồi, cho bọn kia đi lấy về đã. Cho đi làm xong công nhân, đi xây dựng nhà cửa các thứ rồi. Đã về đến... Ôi! Chúng ta xây được thêm một mảnh thế này. Khá ngon. Chúng ta sẽ về S tiếp. Và đổi con này sang thành là con vũ trụ. Cũng như con Dark Light. Như thế này đây, 25 cơ mà. Chiến thôi. Ở bên này thì 39. Ái da. Cũng khá ghê. Khá ghê, cho mà chết luôn. Cho mà chết luôn này. 32.000. Ui không chết. Hoặc là mình cân tim vậy. Biết làm sao bây giờ. Đành mà mình cân tim thôi. Bóng tối à. Băng giá kìa, khắc chế mình kìa. Thấm chưa. Rồi để con này đánh đi. Ít ra nó cũng tầm khoảng 30.000 máu đấy. Chẳng phải yếu đâu. Abyss Dragon 17.000. 13k. Automic liệu có giết được mình không nhỉ? Có khi nó giết được mình đấy. Tiếp tục là Lightstar. Đánh nó. 28k. Sấm xét 18.000 này. Hay giả 18.000 cơ. Bây giờ còn 15.000 thôi. Thật là chết nhá. Ôi con này vào khi còn chết đấy. Chưa biết thế nào được. Nó khác hệ mình mà. Thôi Dark Light chết rồi. Dark and Light đã chết rồi. 21k thì mình sẽ đánh được nó tầm khoảng 33k gì đó. Lúc ấy mà mình chủ động đánh thì mình không chết con này không. Chúng ta hơi lo sợ là nó sẽ đánh lại được mình nên mình cần phải kết thúc nhanh. 35. Thôi 35 thì chịu rồi. 36, 31 và 30. Cái này thì cũng quỳ luôn. 34, 30 và 29. Rồi chúng ta sẽ collect cái hòm này cái mình quên. Không lấy cái hòm này ra. Obsidian, Snapper hay
Anemon, Anemon, Aishashi, Dragon, mấy cái cục để nâng cấp thêm cái chuồng lên. Chúng ta sẽ tạm thời tắt ở đây vậy. Và chúng ta sẽ tiếp tục là chơi trong phần Liquid. Mình còn bao nhiêu trận nữa? Gần 2 trận nữa này. Mình đang lựa con gì nhỉ? Aurora. X-Drake đang luyện đúng không? Và mình cần luyện thêm từ. Chúng ta sẽ test thử luôn con mới là con 8, đó chính là con Elfish, con cấp 8 đúng không? Cấp 8 ở phía dưới này của mình. Đâu nhỉ? Cấp 8 đây, tất cả cấp 8 đây, cấp 9 này. Bị vượt qua rồi, cấp 10. Elios không phải. Con mình cần cấp 8 thôi. Sugar Rainbow Aurora này, con Mansdragon này. Đây rồi, Elfish rồi anh em. Và chúng ta sẽ dùng cái đội hình này thôi, vừa để đi cày cấp, vừa để test luôn tướng, nhưng mà sợ gặp team mạnh thôi. Gặp team mạnh thì cũng mệt đấy. Không có gì, không có gì quá mạnh đâu. Nó có một con khủng long nữa này. Aichohis. Đánh đi. Aichohis này, Duyên 12k. Hai Setio. Không ăn được mình đâu. À, mình cần đổi sang con Elfric cái để test thử cho anh em xem trưởng nhá. Chúng ta để tốc độ 1. Đây. Làm cái gì? Ai chà. Ta bàn tay bóng tối à? Cũng chỉ thế thôi. Chết luôn rồi. Ngôi sao ánh sáng. Còn không máu này. Tiếp tục cả lượng này. Sử dụng Aichohis. 8.000 máu này thì cũng chết thôi. Khắc hệ mình một chút. Ai chà. Nước này. Nước này em ơi. Chết luôn. Hay. Còn có nước nó giết được mình rồi. Gần chết kìa. Earthquake đều có giết được nó không nhỉ? Hy vọng là có thể giết được. Không được. 24.000. Ngon. Khỏe thật. Giết ngay hai con Heroic luôn kìa. Tuyệt vời. Hay lắm. Chúng ta sẽ sử dụng thêm 3 bên game nữa này. Con rồng bò. Đấm bốc à? Thế nhiên đấm bốc à? Swap Dragon. Mình có một chiêu cực kỳ mạnh về đây, nhưng mình muốn thử cái Stunning Hit và chiêu kia nữa. Hơn 1.000 máu đấm này. Con bò. Dũng sĩ bò tót. Dũng sĩ bò tót. Aichohis này. 15.000 máu không phải vấn đề đối với mình. Chiêu đã được học lên rồi. Con là vua thần chiến tranh. Flinch nước này. Chiến binh thì cũng bị nước dìm chết. Legend à? Kim loại. Mình không bóng tối nhờ. Hai chiêu thôi. Cần hai chiêu thôi. Frost Nova. Tí chết. Ai chết trước mới là quan trọng. Đó. Xong luôn. Chúng ta claim cái này. Và mình sẽ được thêm 3 viên game nữa. Đó. Mình sẽ chuyển sang team mới nha. Rồi. Thì team này mình đã test xong con Quillen rồi. Mình sẽ bỏ nó ra một chút. Mình sẽ cần đó chính là con đầu tiên thay cho là Kaido đi. Đấy, cho chắc bài. X-Direct như thế này đi. Này thì có mà tấn công bằng mắt nhá anh em. Để mình đảm bảo cái chiến thắng chúng ta. Đỡ phí, nhân 2 luôn. 26.000 à. Ô, mình dùng cái chiêu lá này làm gì ra? À, giảm máu xuống đã. Swap. Có chiêu khắc hệ đây. Earthquake động đất. 21k. Có nước à, cấp 25. Ghê đấy, mình cần phải học 3 chiêu này lên này. Không yếu quá, vẫn chưa đánh được. Chúng ta sẽ chết một trận rồi, đây rồi. Đang cố gắng lên A trừ đây để nó khỏe hơn một chút nữa. Con game à, hệ pua thì hơi mệt. Đấy còn lâu mới chết được. Khắc hệ nữa chứ. Cannonballs. Này, 16k máu. Victory này. Và mình sẽ còn 2 trận nữa tất cả. Đối đầu với con gì đây? Trong này sẽ Akuma. Bình thường nó là Amaku chứ nhỉ, đúng không? Amuka. Mình sẽ swap sang con rồng X-Drake của chúng ta.
Tăng tốc độ lên 2 sử dụng từ chiêu động đất. Con này ở trong Tekken hoặc là thần gì đó. Vì thế ở trong Tekken có con này. Ánh sáng à, bóng tối không có nhờ. Không phải có chiêu bóng tối nào cả. Legend đấu với Heroic thì làm sao mà ăn được. Acho hit này thì Acho hit 13k máu. Dòng nhạc rock ở chiều này thì mình có chiêu earthquake đây, động đất đây. 24k. Yes. Claim này và mình sẽ sang đến trận cuối cùng ở đây. 239 game rồi. Chúng ta sẽ tăng tốc độ lên. Swap Dragon. A trừ đấy, cầy nhanh phết, đam to hơn hẳn luôn đấy. Đam ngon hơn hẳn. Trước đánh được có khoảng 11k thôi, bây giờ mà đánh được khoảng 14k rồi. Snowstorm thôi, xong tôi rồi, bị khắc hệ rồi. Không giết được nó giết cho mình này. Chắc chắn luôn rồi. Cái con Heroic sắp tới hình như là một con rồng pixel thì phải. Nhìn không đẹp cho lắm, rất nhiều anh em kêu là rồng nó xấu thế. Nhưng mà nó là một con rồng mới. Không biết nó có khỏe không, xấu chắc là đi đôi với khỏe. Có lẽ là như vậy. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.